Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng, hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Đợt mưa lớn ở miền Bắc trong 2 ngày 9 và 10 tháng 6 đã gây ngập úng, lũ lụt, sạt lở đất, thiệt hại nặng nề về tài sản và con người ở các tỉnh Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, Hà Giang, Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh và Hải Phòng. Thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh nói trên đến sáng 11 tháng 6 cho thấy có ít nhất 4 người chết và 1 người mất tích tại Hà Giang, Sơn La và Lai Châu do lũ cuốn và sạt lở đất. Đợt mưa lớn ở miền Bắc lần này cũng khiến 2.407 nhà bị ngập nước, thiệt hại, trong đó nhiều nhất là Hà Giang và Quảng Ninh. Hơn 2.400 hectare lúa và hoa màu bị ngập úng, 157 hectare diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, 513 con gia súc, 230 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Ngoài ra, mưa lũ cũng làm nhiều điểm bị sạt lở, ngập lụt, với tổng khối lượng lên đến 21.400 mét khối đất, đá, bê tông. Sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã thăm hỏi gia đình người bị nạn, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, tiếp tục tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá thiệt hại. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau đợt mưa lần này, khoảng ngày 14 đến 16 tháng 6, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng trở lại. Trong đó, khu vực Trung Du và vùng núi có khả năng lại xảy ra các đợt mưa vừa, mưa to. Các địa phương cần chủ động thực hiện các phương án ứng phó, theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo trong thời gian tới. Chiến sĩ cảnh sát giao thông giải cứu cô gái giữa dòng nước lũ. Trong quá trình làm nhiệm vụ, một chiến sĩ cảnh sát giao thông công an huyện Mèo Vạc, Hà Giang dũng cảm lao xuống giải cứu cô gái giữa dòng nước lũ. Ngày 10 tháng 6, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh chiến sĩ cảnh sát giao thông lao xuống dòng nước lũ giải cứu cô gái đang chới với trôi theo dòng nước. Theo tìm hiểu, chiến sĩ cảnh sát giao thông trong vụ việc là Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường, đội cảnh sát giao thông trật tự, công an huyện Mèo Vạc, Hà Giang. Thông tin về sự việc, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, chiều ngày 10 tháng 6, trong quá trình ứng trực hỗ trợ người dân và du khách mắc kẹt, Thượng úy Tường phát hiện 3 người đang băng qua dòng nước lũ và bị cuốn về phía hạ nguồn. Anh Tường lao xuống dòng nước lũ đưa được cô gái lên bờ an toàn, 2 người còn lại sau đó trôi vào bờ. Cũng liên quan đến hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông trong đợt mưa lớn tại Hà Giang, theo Cục Cảnh sát Giao thông, trong ngày 10 tháng 6, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hà Giang đã đưa khoảng 1.000 du khách bị mắc kẹt do mưa lũ tại khu vực huyện Mèo Vạc về nơi trú ẩn an toàn. Từ ngày 9 tháng 6 đến sáng ngày 10 tháng 6, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Mèo Vạc đã túc trực 100% quân số để tham gia hướng dẫn giao thông cho các phương tiện đi tuyến đường xuống sông Nho Quế vào 3 xã biên giới. Trong đợt mưa lớn tại miền Bắc lần này, chưa kể thiệt hại về tài sản thì đã có 3 người chết tại tỉnh Hà Giang, 1 người tử vong tại Sơn La, các nạn nhân tử vong do bị lũ cuốn, đất đá sạt lở. Hà Giang mưa liên tục 3 ngày, nhiều điểm ngập sâu trong nước. Mưa liên tục 3 ngày, thành phố Hà Giang xuất hiện những điểm ngập sâu gây thiệt hại cho người dân. Sáng 10 tháng 6, xuất hiện nhiều điểm ngập nặng tại một số phường trên địa bàn thành phố Hà Giang do mưa liên tục 3 ngày nay với lượng mưa khoảng từ 80 đến 110 mm. Tại khu vực trường dân tộc nội trú, Trung học phổ thông tỉnh Hà Giang, phường Minh Khai có điểm ngập sâu. Lãnh đạo phường Minh Khai cho biết, đợt mưa liên tục lần này gây ngập tương đương hoặc sâu hơn đợt năm 2019. Tuy nhiên, bà con nhân dân đã được cảnh báo từ trước và ngay khi nước đổ về. Khoảng 4 giờ sáng, phường phát thông báo để bà con di dời tài sản, xe ô tô đến nơi an toàn nên hạn chế được thiệt hại. Thống kê sơ bộ của thành phố Hà Giang cho biết, ảnh hưởng của đợt mưa liên tục 3 ngày khiến địa bàn còn có một số điểm ngập lụt tại các phường Ngọc Hà, Phương Thiện, Quang Trung, điểm ngập sâu nhất khoảng 90 cm. Trước tình trạng này, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Giang đã triển khai các biện pháp khơi thông, thoát nước. Đến thời điểm hiện tại, lượng nước đã rút. Qua thống kê ban đầu, chưa ghi nhận thiệt hại về người, về tài sản. Một số ô tô của người dân để ngoài đường bị ngập nước. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay, 10 tháng 6, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 9 tháng 6 đến 2 giờ ngày 10 tháng 6 tại Lao Chải, Hà Giang là 144,4 mm. Do tác động của mưa lớn, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp.
đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn hoành hành ở miền Bắc gây sạt lở, ngập lụt khắp nơi. Những ngày qua, đợt mưa lớn bao trùm miền Bắc đã gây ra tình trạng sạt lở, ngập lụt ở nhiều tỉnh thành như Hà Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định. Ngày 9 tháng 6, trên địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Nam Định, có mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi ngập trên diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất. Cụ thể, tại Quảng Ninh, mưa lớn kéo dài tại các địa phương như các huyện Hải Hà, Đầm Hà, thành phố Uông Bí gây ngập cục bộ. Bên cạnh đó, nước sông suối dâng cao gây ngập ngầm tràn tại một số xã của thành phố Hạ Long, huyện Ba Chẽ. Do mưa lớn gây ngập sâu, chính quyền phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí đã cử lực lượng tới di dời một số hộ dân tại khu 2, 3 và 4 của phường vì nằm trong khu vực nguy hiểm. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng yêu cầu các ngành điện cắt điện tạm thời tại một số khu vực ngập cục bộ để bảo đảm an toàn cho người dân. Tại thành phố Hải Phòng, do ảnh hưởng mưa lớn, nhiều khu dân cư bị ngập lụt, nhiều tuyến đường ngập sâu tới gần 40cm như Lê Lợi, Tô Hiệu, Tôn Đức Thắng, Lương Khánh Thiện, Lạch Tray, Lê Đại Hành, Hạ Lý, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Điện Biên Phủ, Cầu Đất, Đinh Tiên Hoàng, Trung Lực. Tình trạng mưa ngập cũng diễn ra tại Nam Định. Nhiều tuyến phố của thành phố Nam Định ngập sâu khiến ô tô chết máy. Cũng trong ngày 9 tháng 6, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc phải hứng lượng mưa lớn. Theo thống kê của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lượng mưa tính từ 13 giờ đến 20 giờ ngày 9 tháng 6 có nơi trên 60mm như Suối Bau, Sơn La 109,2mm, Hồng Ca, Yên Bái 97,2mm. Tại Hà Giang, lượng mưa đo được từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 9 tháng 6 ở xã Quảng Ngần, huyện Vị Xuyên, Hà Giang lên tới gần 120mm. Do mưa lũ, tuyến đường xuống sông Nho Quế, huyện Mèo Vạc, Hà Giang bị sạt lở. Nhiều người dân và du khách mắc kẹt, không thể di chuyển. Tuyến đường Thuận Hòa, Thái An, đường Mèo Vạc, Đồng Văn cũng bị chia cắt do ngập lụt, sạt lở. Một lượng lớn đất đá tràn xuống đường lớn tuyến huyện Mèo Vạc, huyện Đồng Văn và nước dâng ngập gần 1 mét nên các phương tiện không thể đi qua các đoạn đường này. Để giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, người dân nếu ở một trong bốn khu vực có nguy cơ dưới đây thì cần sẵn sàng các phương án thoát nạn khi có mưa lớn. Nằm trong khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất được thông báo bởi chính quyền địa phương. Gần sườn núi, nền đất nghiêng, khu vực gần mạch nước ngầm hoặc gần sông suối, những nơi đã từng xảy ra sạt lở. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10 tháng 6 vào buổi sáng, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70 mm, có nơi trên 150 mm. Từ chiều tối, mưa lớn ở Bắc Bộ có khả năng giảm dần. Cơ quan khí tượng cảnh báo do tác động của mưa lớn cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Hiện tại Bắc Bộ đã vào mùa mưa hơn một tháng. Riêng trong tháng 5 đã có 9 ngày mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa cao hơn mọi năm từ 30 đến 60%, có nơi còn cao gấp đôi. Tại Lào Cai hay thủ đô Hà Nội, tổng lượng mưa lên tới 353 đến 420 mm, gấp đôi so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do El Nino suy yếu nhanh, hiện tượng ENSO chuyển sang pha trung tính. Pha này còn duy trì trong tháng 6 với xác suất 80 đến 85%. Dự báo trong giai đoạn cao điểm mùa mưa khoảng tháng 7 tháng 8 năm nay cũng sẽ là thời kỳ ENSO chuyển tiếp sang pha La Nina với xác suất 65 đến 75%. Như vậy, nếu khả năng mùa mưa năm nay ở miền Bắc sẽ nhiều hơn hẳn mọi năm. Cuối mùa mưa vào khoảng tháng 9 tháng 10, tổng lượng mưa cũng sẽ cao hơn 10 đến 30% so với mọi năm. Các chuyên gia đánh giá năm nay hiện tượng ENSO có sự chuyển pha khá tương đồng với năm mưa lũ lịch sử 2020. Những thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh YouTube của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.